Hồi đó tao tin vào mấy điều ước, nghĩ đừng mấy nguyện vọng sau này tao lớn là sẽ có thật. Và chức quyền cao làm chỗ nhà nước, kiếm thật nhiều tiền đối với sức khỏe thì không có cực. Nhưng lớn thì tao mới hiểu không có gì trên đời miễn phí. Lý lẽ của mày có hay không phải đứng sau cái số tiền tỷ. Có phải mối tình đầu đời tao cứ nghĩ là sẽ hoàn mỹ. Nhưng rồi tao mới nhận ra không có gì là dễ dàng nhỉ. Tao vẫn đua trên dòng thời gian, đôi tay cầm mấy sợi chỉ nên không cho phép nó mấy lời than. Tao không để mình mắc nợ quỷ, thứ kém về là tư động lực, đau nhất thiết phải bén linh hồn. Cứ xem là thằng sợ chết vì tao rất quý ngày tháng sinh tồn. Không hứng thú với mấy tin đồn, nếu có thiệt thì chính mắt thấy. Đừng nghĩ tụi mình là bạn, chỉ đi qua về cuộc nhất mấy. Cuộc đời nó không màu hồng, nhưng nó có bên sắc cầu vòng. Đứng lên từ nơi vấp ngã mới học nhiều thứ còn cắt vào lòng. Công việc vẫn còn chất đống, thời gian rảnh nên viết vài dòng. Lòng người mà có mua được thì tao cũng đã phải tiếc vài đồng. Gee.